Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đến với kênh máy móc. Hôm nay em giới thiệu cho anh em về cái con máy Longsin 110cc, lắp được tất cả dòng Wayzim Cookwin nhá, hai lỗ sườn đời cũ ấy. Đó. Thì trước khi vào giới thiệu chi tiết sản phẩm thì em nói qua về cách thức giao dịch cũng như cách thức liên hệ của bên em. Đây là số điện thoại liên hệ trực tiếp bên em là 0968092683. Về cách thức giao dịch bên em nói chung là ship hàng COD. Nhận hàng anh em kiểm tra hàng ok rồi mới phải thanh toán. Rồi đầu tiên thì em quay sơ qua về cái dòng máy Longsin 110cc trước. Máy thì màu vàng đồng anh em nhá. Số máy rất đẹp. Quay sơ qua một vòng. Máy màu vàng đồng. Longsin. À, như anh em biết về cái máy Longsin này trên thị trường này anh em, nếu anh em sử dụng qua về những cái dòng quay hoặc là rem đời tàu ấy, ngày xưa ấy, thì nó là hàng Longsin này đấy. Đấy, về chất lượng của nó, chung cái dòng Longsin này, Lifan với cả trong Sen là ba dòng thương hiệu hàng công ty của họ, nên họ sản xuất rất chi là ok so với ngày xưa, thì so với Honda ấy nó được 9 trên 10 điểm. Đó. Là ngoại quan trước. Thì về phần số. Máy là 4 số tròn các bác nhá. 4 số tròn. Đó. Nòng gang, đầu nòng 107 cm khối. Máy 110cc đấy. Cốt là cốt nhỏ như Wayzim cốt 17 nhá. Đó. Phần số máy thì hàng công ty, hàng nội địa nên họ đóng số sẵn rồi nhá. Hàng này hàng nội địa các bác nhá. Hai lỗ sườn có thể bắt được Wayzim, Cookwin, mấy dòng Honda đời cũ ấy. Họ lắp được hết. Nào là có nhu cầu thay máy thì có thể liên hệ trực tiếp em. Về bộ phụ kiện đi kèm máy thì luôn luôn là cần đạp, cần số, co xăng và bình xăng con. Máy theo máy thì nó không có mang cá nhá, các bác về thay mang cá Honda vào. Đấy. Giá cả thì các bác cứ liên hệ trực tiếp đi em. Máy nó cũng nhiều loại nên là bác cứ liên hệ thì tư vấn cho nó cụ thể hơn. Đấy. Rồi mọi chi tiết thì các bác xin hệ lại số điện thoại của em. Các bác nhớ đăng ký kênh, theo dõi trong những cái video tiếp theo em sẽ test cái dòng máy đây. À, một số dòng máy khác các bác thì cần đăng ký kênh. Sau có những video nào hay nổi bật phù hợp với nhu cầu của tất cả bác thì em bác alo. Xin chào tất cả bác nhé.